Những người có gia đình vô cùng quan tâm đến sức khỏe cũng như sự phát triển của con mình, do đó nhóm em chọn doanh nghiệp Vinamilk để tìm hiểu và khai thác. Như vậy thì doanh nghiệp Vinamilk có sơ đồ tổ chức như thế nào và sản phẩm dịch vụ chủ yếu ra sao và chiến lược marketing doanh nghiệp áp dụng cho sản phẩm thì sau đây nhóm em xin trình bày. Nội dung của bài thuyết trình bao gồm 4 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu chung về công ty, sơ đồ tổ chức, lĩnh vực hoạt động và các sản phẩm dịch vụ chủ yếu. Phần thứ hai là phân tích môi trường marketing, nhóm em phân tích môi trường SWOT. Phần thứ ba là nghiên cứu một sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm chiến lược marketing doanh nghiệp áp dụng cho sản phẩm và nghiên cứu một sản phẩm của doanh nghiệp đó. Phần thứ tư là đề xuất ý tưởng có chiến lược sản phẩm và chiến lược phân phối. Đầu tiên về phần trình bày tổng quan về doanh nghiệp Vinamilk thì công ty Vinamilk có tên gọi khác là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, là một công ty chuyên sản xuất kinh doanh sữa cũng như các thiết bị máy móc liên quan tại Việt Nam. Và Vinamilk đã có rất nhiều lần góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng uy tín của thế giới với các thứ hạng cao. Và gần đây thì Vinamilk được xếp hạng 36 trong top 50 các công ty sữa về doanh thu và cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á trong danh sách này. Như vậy thì sơ đồ tổ chức của công ty sữa Vinamilk như thế nào và các sản phẩm dịch vụ chủ yếu ra sao thì sau đây mời bạn Phương Anh trình bày ạ. Như cô và các bạn đã thấy trên slide thì sơ đồ tổ chức của Vinamilk được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một Vinamilk vững mạnh. Tiếp đến là vị trí marketing. Vị trí marketing cho sơ đồ tổ chức là giám đốc điều hành marketing sẽ là người đứng đầu nắm vai trò kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến marketing tại đây. Vị trí giám đốc marketing được xếp ngang với các vị trí giám đốc khác chỉ sau đại hội đồng cổ đông và tổng giám đốc. Từ đó cho thấy đây là vai trò quan trọng và không thể thiếu. Cụ thể, vai trò của marketing bao gồm hoạch định chiến lược xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm và nhóm sản phẩm, xây dựng chiến lược giá cả, sản phẩm, phân phối, khuyến mãi, xây dựng và thực hiện các hoạt động marketing hỗ trợ nhằm phát triển thương hiệu, phân tích và xác định nhu cầu thị trường để cải tiến và phát triển sản phẩm phù hợp, sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường, và thực hiện thu nhập thông tin, nghiên cứu, phân tích dữ liệu liên quan đến thị trường và đối thủ cạnh tranh. Tiếp đến là các sản phẩm của Vinamilk. Thì sản phẩm của Vinamilk vô cùng đa dạng, bao gồm dinh dưỡng organic, sữa nước, thức uống năng lượng, sữa đậu nành, sữa chua, sữa bột và nhiều dòng sản phẩm khác. Các sản phẩm đa dạng, mẫu mã khác nhau và đặc biệt không tập trung vào một lứa tuổi mà còn phân đều từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Như vậy thì mô hình SWOT của Vinamilk thế nào, doanh nghiệp có những cơ hội gì và đang phải đối mặt với thách thức ra sao thì sau đây xin mời bạn Phục trình bày. Thì có thể cô và các bạn đã biết một doanh nghiệp bất kỳ nào cũng vậy đều sẽ có những điểm mạnh, điểm yếu hay là cơ hội thách thức của riêng mình. Không doanh nghiệp nào là giống doanh nghiệp nào cả. Thì đối với Vinamilk, việc xác định được mô hình SWOT sẽ giúp công ty có thể xác định được những điểm mạnh để tiếp tục phát huy đẩy mạnh ưu thế của mình, hay tìm ra những điểm yếu còn tồn động để khắc phục, cũng như tìm ra cơ hội và những thách thức trên thị trường để sao cho doanh nghiệp có thể phát triển một cách ổn định và vững mạnh nhất. Thì sau đây em được trình bày cụ thể về mô hình SWOT của công ty Vinamilk. Đầu tiên là về điểm mạnh, thì thứ nhất, công ty sở hữu một thương hiệu mạnh với lịch sử lâu đời hơn 40 năm hình thành và phát triển. Thứ hai là công ty sở hữu đội ngũ dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và bán sản phẩm từ sữa. Thứ ba là cơ cấu quản trị của công ty vô cùng tiên tiến. Thứ tư là công ty sở hữu dòng sản phẩm đa dạng, nhiều mẫu mã khác nhau và chất lượng sản phẩm rất là cao. Thứ năm là hiện tại công ty đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại và sở hữu nhiều trang trại bò đạt tiêu chuẩn quốc tế Global GAB. Và cuối cùng là về hệ thống marketing của Vinamilk, công ty luôn tiên phong đi đầu và đầu tư rất lớn trong lĩnh vực quảng cáo, và hơn thế nữa, công ty còn sở hữu đội ngũ nhân viên sáng tạo và dày dặn kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Thì có thể thấy Vinamilk là một công ty rất toàn diện trong mọi mặt, nhưng chắc chắn vẫn sẽ tồn động về một số những vấn đề chưa được tốt mà cần khắc phục. Thì sau đây em sẽ trình bày về điểm yếu của công ty. Thì điểm yếu đầu tiên là còn phụ thuộc khá là nhiều vào nguồn nguyên liệu nước ngoài. Điểm yếu thứ hai là mặc dù sở hữu nhiều nhà phân phối nhỏ lẻ thì việc này có thể khiến cho doanh nghiệp khó kiểm soát, dễ gây ra tình trạng mâu thuẫn giữa các kênh, cũng như khó truyền tải thông tin đến người tiêu dùng và tiếp nhận ngược lại, tức là thông tin từ người tiêu dùng đến cho doanh nghiệp. Và cuối cùng là hiện tại sản phẩm sữa nước của Vinamilk vẫn là sản phẩm bán được nhiều nhất, nhưng mà với mẫu mã truyền thống là hộp sữa và ống hút nhựa, đặc biệt ở đây là ống hút nhựa, thì nó sẽ là một sự tác động rất là lớn đến môi trường vì hiện tại vấn đề ô nhiễm môi trường được nhiều người quan tâm. Thì vừa rồi em đã trình bày qua một số điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Sau đây em sẽ liệt kê đến cơ hội của Vinamilk có được trên thị trường. Đầu tiên là nền chính trị của Việt Nam trong những năm gần đây tương đối ổn định, với chính sách giảm thuế nhập khẩu từ 0% thì tạo ra sự an tâm cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hay là hỗ trợ học hỏi kinh nghiệm và phát triển công nghệ. Thứ hai là người dân Việt Nam có thói quen uống sữa ở nhiều lứa tuổi khác nhau, và trong những năm gần đây có những phong trào người Việt dùng hàng Việt, thì đây cũng là cơ hội lớn để Vinamilk có thể cạnh tranh tốt hơn với những doanh nghiệp sữa nước ngoài nhập khẩu vào. Thứ ba là Việt Nam có một đất nước có một mức gia tăng dân số cao và cơ cấu dân số trẻ, thì đây là đối tượng khách hàng chính của ngành sữa. Và cuối cùng là địa hình Việt Nam có nhiều đồi núi thảo nguyên phù hợp cho việc xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa, và
với khí hậu nhiệt đới điển hình vào những thời gian chuyển mùa trong năm thì dễ gặp phải những vấn đề về sức khỏe, nên sữa sẽ là một thực phẩm hàng đầu cho việc bổ sung năng lượng và tăng cường đề kháng. Và cuối cùng, trong ma trận sở Word thì em sẽ xin được trình bày về mặt thách thức mà doanh nghiệp đang gặp phải. Thì đầu tiên đó là chi phí đầu vào. Thì ở phần điểm yếu em đã liệt kê, doanh nghiệp còn phải phụ thuộc vào nhiều nguyên liệu nước ngoài mà giá đầu vào thì ngày càng tăng thì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa thì việc điều chỉnh giá thành sao cho phù hợp cũng sẽ là một bài toán rất là khó cho doanh nghiệp. Thứ hai là trong những năm gần đây, mặc dù thị phần của Vinamilk vẫn chiếm khá là cao, cụ thể vào năm 2020 là 43,3%, nhưng mà sự phát triển không ngừng của những doanh nghiệp xưa khác như là TH Milk, Cô Gái Hà Nam, Nutifood hay là Nestia thì vẫn là một thách thức rất là lớn, đòi hỏi Vinamilk phải có những ứng phó chuyển biến trong tương lai để có chiếm giữ được thị phần của mình một cách tốt hơn, cũng như ổn định doanh thu tăng trưởng đều. Và cuối cùng là nhiều người vẫn có tâm lý tin tưởng sử dụng sản phẩm sữa của nước ngoài hơn. Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO cũng là cơ hội lớn để cho những nhãn hiệu sữa nước ngoài thâm nhập vào thị trường ở trong nước. Vừa rồi là em đã trình bày xong phần mô hình sở quốc của công ty Vinamilk. Tiếp theo là đến phần nghiên cứu sản phẩm của doanh nghiệp, thì em xin mời bạn Giang trình bày ạ. Về chương 3, nghiên cứu một sản phẩm của doanh nghiệp, thì em đã lựa chọn nghiên cứu sản phẩm sữa tươi tiệt trùng của Vinamilk, và sau đây em xin được trình bày về tên và đặc điểm của sữa tiệt trùng Vinamilk. Thì về nhãn hiệu, về màu chủ đạo trong hệ thống nhận diện thương hiệu của Vinamilk sẽ là hai màu xanh dương và trắng. Hai màu sắc này được kết hợp với nhau rất là hài hòa, và sự kết hợp này mang màu sắc của sức sống và sự tinh túy đầy ấn tượng và dễ chịu. Về thông điệp của mà logo mang lại chính là cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống, con người và xã hội. Về sản phẩm thì với nguồn sữa tươi từ hệ thống trang trại chuẩn quốc tế trải dài khắp Việt Nam, thì sản phẩm Vinamilk 100% sữa tươi cao cấp mới, trọn vẹn vị sữa tươi thơm ngon và thuần khiết từ thiên nhiên, và với vitamin A, D3 là nguồn dinh dưỡng vàng giúp hỗ trợ hệ miễn dịch cũng như là tăng cường sức đề kháng, bổ sung các chất thiết yếu cho cả gia đình. Và sữa tươi Vinamilk bao gồm có 5 hương vị đa dạng là sữa tươi tiệt trùng có đường, sữa tươi tiệt trùng ít đường, sữa tươi tiệt trùng không đường và sữa tươi tiệt trùng hương dâu hay là sô cô la, và gồm hai loại bao bì chính là loại bao bì 180ml, 110ml và 1 lít. Về thị trường mục tiêu của sữa tiệt trùng Vinamilk thì hiện tại trên thị trường có nhiều doanh nghiệp sản xuất sữa có sự cạnh tranh trực tiếp với Vinamilk như là TH Chumilk hay là Nutifood, nhưng mà với nhu cầu sử dụng sữa như là thực phẩm thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày không thể thiếu thì Vinamilk có doanh thu tăng trưởng đều qua từng năm và vẫn chiếm thị phần sữa ở Việt Nam. Và Vinamilk đã nhắm tới những thị trường mục tiêu như sau. Thứ nhất là mục tiêu của Vinamilk đã nhắm đến những thành phố lớn đông dân cư vì đây là thị trường tiêu thụ với mức độ thu nhập trung bình người dân cao. Thứ hai là nhắm đến những vùng nông thôn, mặc dù với số lượng phần trăm dân cư đông dân thành thị nhưng mà mức thu nhập trung bình sẽ thấp hơn so với giá thành của những hãng sữa khác thị trường thì Vinamilk vẫn có giá trung bình thấp hơn. Cuối cùng là nhắm đến những thị trường ngoài nước, Vinamilk còn cho xuất khẩu sang nước ngoài như là Mỹ, Úc, Canada, Nga hay là Nhật Bản, và đây cũng là những thị trường rất tiềm năng mà Vinamilk vẫn đang cố gắng để xuất khẩu ổn định hơn trong hiện tại cũng như là tương lai. Về khách hàng mục tiêu thì bao gồm khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân. Về khách hàng tổ chức bao gồm những nhà phân phối, nhà bán buôn, bán lẻ hay là các cửa hàng tạp hóa và là hệ thống siêu thị. Về khách hàng cá nhân thì bao gồm phụ nữ có con từ 1 đến 13 tuổi và những gia đình có thói quen uống sữa, quan tâm đến sức khỏe hàng ngày. Về đặc điểm của khách hàng mục tiêu thì phụ nữ có con từ 1 đến 13 tuổi thì đây là nhóm người có khả năng độc lập về tài chính và thường giữ vai trò quyết định mua những sản phẩm tiện ích, ăn uống, chăm sóc sức khỏe hàng ngày của gia đình. Về hành vi của người tiêu dùng thì có thể ảnh hưởng bởi các yếu tố như là lời góp ý từ các thành viên trong gia đình, bạn bè hay là đồng nghiệp, hàng xóm. Về mức độ quan tâm của người tiêu dùng thì sẽ chủ yếu tập trung vào những yếu tố như hương vị hay là giá cả, và đặc biệt là sự quan tâm về chất lượng sản phẩm hay là quy trình sản xuất có đảm bảo không trước khi đưa ra quyết định mua sản phẩm. Về người tiêu dùng nhiều trẻ con từ 1 đến 13 tuổi thì có thể coi đây là một lứa tuổi vàng cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Vì vậy, nếu như là trẻ ăn uống thức ăn hàng ngày thì vẫn chưa thực sự có thể đủ cho sự hấp thụ dinh dưỡng của trẻ. Vì vậy, sữa như là một thực phẩm thiết yếu để bổ sung thêm dưỡng chất giúp trẻ có thể tăng sức đề kháng và phát triển một cách tốt hơn. Về người tiêu dùng là những gia đình có thói quen uống sữa, quan tâm đến sức khỏe, thì hiện tại ở Việt Nam thì không chỉ trẻ con uống sữa, với văn hóa thói quen uống sữa trong cuộc sống hàng ngày thì ở mọi lứa tuổi cũng có thể uống sữa để bổ sung thêm năng lượng giúp phục vụ công việc hay là những hoạt động đời sống hàng ngày. Về định vị sữa tươi tiệt trùng thì như các bạn thấy ở trên slide thì sản phẩm sữa tiệt trùng của Vinamilk sẽ có giá thành hợp lý, rẻ hơn so với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như là TH Chumilk hay là Nutifood, nhưng mà chất lượng của Vinamilk thì vẫn luôn đứng hàng đầu, và Vinamilk muốn hướng tới là một biểu tượng niềm tin với hàng đầu Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe phục vụ
được đời sống con người về chiến lược marketing như thế nào thì sau đây em xin nhường lại cho bạn cùng trình bày. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến lược sản phẩm của Vinamilk, em xin phép được trình bày ạ. Chiến lược sản phẩm gồm có 4 phần, đó là chất lượng, dòng sản phẩm, vòng đời sản phẩm và chiến lược giá. Trước hết ta cùng tìm hiểu về chiến lược sản phẩm của Vinamilk. Nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, Vinamilk đã có những sự đầu tư rất lớn về công nghệ trong khâu chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi sữa tươi tiệt trùng, đóng gói hay bảo quản sản phẩm để có thể tạo ra được một sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Các hoạt động nghiên cứu thành phần nguyên liệu, cải tiến, cả chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm là hoạt động thường xuyên được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Bộ phận An toàn Thực phẩm của Vinamilk thực hiện. Ngoài ra, Vinamilk còn phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Trung tâm Kiểm nghiệm xây dựng, hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, ta có thể thấy chất lượng sản phẩm của Vinamilk thật sự rất tốt và an toàn cho người tiêu dùng. Tiếp đến đó là dòng sản phẩm. Ban đầu Vinamilk chỉ có sữa tươi tiệt trùng nguyên bản như chúng ta vẫn hay sử dụng như hiện giờ, nhưng để chiều lòng khách hàng cũng như phát triển sản phẩm của mình, Vinamilk đã cho ra đời những sản phẩm khác, ví dụ như là sữa tươi tiệt trùng tách béo 100% hay là sữa tươi ít đường, không đường để phù hợp với sức khỏe, yêu cầu của người sử dụng. Hay nếu như chúng ta đã chán vị sữa tươi nguyên chất như hiện tại, chúng ta có thể chuyển qua các vị sữa khác như vị sữa tươi tiệt trùng hương dâu và sô-cô-la. Có thể thấy dòng sản phẩm của Vinamilk rất đa dạng và hướng tới sức khỏe, mong muốn của khách hàng. Giờ chúng ta sẽ đến với vòng đời sản phẩm. Nhìn vào biểu đồ, ta có thể thấy sau nhiều năm lưu hành trên thị trường thì sữa tươi tiệt trùng của Vinamilk vẫn đang đứng đầu trong thị trường sữa tiêu thụ Việt Nam, nhưng do sự xuất hiện và phát triển mạnh của những đối thủ đi sau đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của doanh nghiệp. Có thể thấy sản phẩm sữa tươi tiệt trùng Vinamilk đang trong giai đoạn trưởng thành vì vẫn có sự gia tăng lớn về doanh thu nhưng không quá vượt trội như những giai đoạn nhiều năm trước do có sự tác động của đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra cũng dễ thấy Vinamilk hay đưa ra những chương trình khuyến mãi khi mua sản phẩm này. Cuối cùng là định giá. Hiện tại, giá của sữa cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt của Vinamilk sẽ là giá hướng đến người tiêu dùng. Đây là giá ấn định của công ty. Vì vậy, giá bán sẽ khác với hệ thống tạp hóa hay là siêu thị. Cụ thể, giá sữa tươi tiệt trùng Vinamilk tại Giấc Mơ Sữa Việt chỉ có giá là 30.000 Việt Nam đồng một lốc, 4 hộp 180ml. Mặt khác, giá sữa tươi tiệt trùng Vinamilk tại các siêu thị lại có giá là 32.000 Việt Nam đồng một lốc, 4 hộp 180ml. Còn giá sữa chua của các cửa hàng tạp hóa lại có giá tới 34.000 Việt Nam đồng một lốc, 4 hộp 180ml. Vinamilk sử dụng định giá theo chi phí sản xuất, đánh giá trên nguồn nguyên liệu nhập vào, chi phí sản xuất và đóng gói một sản phẩm đưa ra trên thị trường. Chỉ được định giá của Vinamilk là định giá theo dòng sản phẩm. Vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong chiến lược sản phẩm. Kế đến, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chính sách phân phối của Vinamilk. Đến phần này, mình sẽ để bạn Hoàng trình bày và giải đáp của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về chính sách phân phối. Nói về đến thành công của Vinamilk thì sẽ không thể nào phủ nhận được tầm quan trọng và hệ thống kênh phân phối của doanh nghiệp. Hệ thống của kênh phân phối của doanh nghiệp sẽ còn được coi là cánh tay của người tiêu dùng. Hệ thống của kênh phân phối Vinamilk sẽ bao gồm hai kênh, đó là trực tiếp và gián tiếp. Đầu tiên đó là kênh phân phối trực tiếp sẽ bao gồm hai loại hình cửa hàng, đó chính là Giấc Mơ Sữa Việt và trang thương mại điện tử Giấc Mơ Sữa Việt.com.vn. Với ngành công nghệ thông tin đang phát triển, hình thức đặt hàng online đã được Vinamilk tiên phong vào những năm 2016 với hình thức đặt hàng dễ dàng qua điện thoại hay máy tính. Phương thức này sẽ được tạo ra sự tiện lợi hơn với người tiêu dùng mà vẫn sẽ mua được sữa chính hãng với giá ưu đãi của sản xuất. Hình thức đặt hàng online sẽ được kết nối với hơn 430 chuỗi cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt để giúp người tiêu dùng có thể đơn giản hóa, an tâm hơn khi mua và lựa chọn sữa chính hãng từ Vinamilk. Tiếp theo là kênh phân phối gián tiếp. Đây là kênh bán hàng truyền thống của doanh nghiệp với khả năng tiếp cận khách hàng ở khắp cả nước và đem lại doanh thu lớn của doanh nghiệp. Kênh phân phối gián tiếp sẽ bao gồm 3.900 siêu thị lớn nhỏ, 251.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc và 1.356 cửa hàng tiện lợi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần chính sách xúc tiến. Đầu tiên đó là phần quảng cáo. Vinamilk luôn đi đầu trong quảng cáo với nguồn nhân lực marketing tài năng và doanh nghiệp luôn có sự đổi mới trong quảng cáo để thu hút được khách hàng. Cụ thể Vinamilk sử dụng những hình thức quảng cáo như là quảng cáo trực qua truyền hình TV. Có thể thấy là Vinamilk thường có những quảng cáo vào khung giờ vàng từ 7 giờ đến 8 giờ ở trên các kênh toàn quốc như là VTV1, VTV3 hay là VTV6. Hoặc là quảng cáo ở trên Suku Network. Vinamilk cũng đầu tư rất nhiều quảng cáo trên online, những nền tảng mạng xã hội như là Facebook, YouTube hay là một số trang báo như là kênh 14.vn, Dân Trí hoặc là quảng cáo ngoài trời. Vinamilk luôn lựa chọn những địa điểm tốt nhất để người dân qua lại, còn đặt những biển quảng cáo ngoài trời để ở những nơi như là trạm xe buýt hay là đường cao tốc. Cuối cùng, tiếp theo là phần khuyến mãi.
Vinamilk vẫn luôn hay đưa ra những chương trình khuyến mại có ích đến cho khách hàng như là tăng thể tích giá không đổi, mua 2 lớp tặng 1 hộp, chương trình sữa ngon cho bé, quà xinh cho mẹ, khi mua 4 lớp tặng sữa sẽ tặng dụng cụ đi kèm cho nội trợ cho mẹ. Cuối cùng đó là phần PR, Vinamilk tổ chức những chương trình như là 6 triệu ly sữa, 40 năm vươn tầm Việt Nam, Vinamilk ươm tầm Việt Nam tài năng trẻ Việt Nam, sữa tươi học đường và rất nhiều những hoạt động tình nguyện giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn trên cả nước đã được rất nhiều khách hàng và các bậc phụ huynh đánh giá và ủng hộ. Từ đó thương hiệu Vinamilk ngày càng được lan tỏa rộng rãi trên cả nước. Tiếp theo là phần đề xuất lý tưởng thì mình xin nhường lại cho bạn Phương trình bày. Hiện tại Vinamilk là doanh nghiệp luôn đi đầu trong quảng cáo hay PR sản phẩm và thương mại với nhiều cách thức đa dạng khác nhau, thay đổi theo xu thế xã hội và cũng như doanh nghiệp luôn đưa ra những ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn người mua, những khuyến mãi ưu đãi cho các kênh bán hàng, nhưng có hai mặt đó là về sản phẩm và phân phối. Kênh thì là cần có những ý tưởng thay đổi để có thể phát triển tốt hơn. Cụ thể là về chiến lược sản phẩm, vấn đề ô nhiễm môi trường là một chủ đề rất nóng trong nhiều năm gần đây. Do xã hội phát triển nên lượng rác thải thải ra môi trường một ngày là rất nhiều, cụ thể ở đây là nhựa, một chất thải vô cùng độc hại và khó tái chế. Vì vậy, việc sử dụng ống hút giấy có thể thay thế ống hút nhựa thông thường sẽ giúp cho doanh nghiệp tạo được sự thiện cảm hơn trong mắt người tiêu dùng. Vì đề cao an toàn môi trường, biết đặt lợi ích của chung lên trên hết. Thứ hai là về chiến lược phân phối. Hiện nay, nguồn doanh thu lớn nhất đem lại vẫn là từ những điểm bán lẻ trên toàn quốc, nhưng với xu thế đổi mới, người dùng luôn có những sở thích đặt hàng qua mạng vì sự tiện lợi riêng của nó. Vì vậy, trang web giấc mơ sữa việt.vn nên áp dụng nhiều hơn những khuyến mãi giảm giá với những khách hàng để có được sự thoải mái hài lòng khi đặt hàng online. Hơn nữa, đây còn là nơi giúp khách hàng có thể phản ánh trực tiếp những đóng góp của họ về sản phẩm hay dịch vụ để giúp cho doanh nghiệp có thể dễ dàng thống kê nhu cầu khách hàng hơn, từ đó có thể tiến gần đến khách hàng mục tiêu hơn. Phần trình bày của nhóm 3 đến đây xin hết. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, ok. Xin cảm ơn nhóm 3. Hai nhóm không đọc phần chat của cô à? Cô Thúy cô nhắn là các em accept request đi cơ mà. Bởi vì các em không accept request cho nên là cô và cô Thúy không đọc được cái phần bản accept bản của các em để mà chấm đâu. Lúc em accept thì cô vào được chưa? Cô vào vừa vào được rồi em ạ, nhưng mà nó hơi muộn nên là cô cũng đang mới chỉ đọc đến cái phần mô hình SWOT thôi. Vâng, bởi lúc đấy em đã kết trình nên hơi vội một tí nên không nhanh được. Rồi, sau đây thì cô xin mời cô Thúy sẽ có một số các cái nhận xét đánh giá trước đối với cái phần thuyết trình cũng như phần bài làm của nhóm nhé. Xin mời cô Thúy ạ. Xin cảm ơn cô Hạnh. Đầu tiên thì cô cũng sẽ không share được cái màn hình của cái bài của bọn em bởi vì là cô chưa kịp đọc hết toàn bộ những cái nội dung mà các bạn có viết ở trong phần assignment ấy. Thì chắc là cô cũng sẽ chỉ nhận xét rất nhanh thôi. Còn lại về cái phần nội dung thì chắc là cô sẽ đặt câu hỏi để làm sáng tỏ hơn về cái nội dung của các bạn. Thì nói thật với các bạn là về cái phần nội dung của các bạn nhé, thì cô chỉ mới đang đọc đây này. Đọc đến cái phần về môi trường con người này. Đấy thì cái đấy thì các bạn có một số những cái điểm, ví dụ như là có một cái tỷ lệ một số những cái thông tin các bạn làm nó hãng còn cái lắp, hãng còn mang cái tính chất là thông tin nó hơi cũ. Ví dụ như tỷ lệ tăng dân số là 1,2% vào năm 2009 mà bây giờ chúng ta là năm bao nhiêu rồi mà bây giờ vẫn còn lấy thông tin vào năm 2009. Đấy. Thế hay là ví dụ như một số những cái thông tin liên quan đến con người mà các bạn đưa ra những cái cơ hội và thách thức, tức là chỉ liên quan đến ví dụ như là thực phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thực chất thì con người nó có rất nhiều yếu tố, ví dụ như là nó sẽ có ảnh hưởng đến cả cái nguồn lao động, nguồn nhân công của doanh nghiệp nữa, vân vân nhá. Thì cô mới chỉ đọc đến đây thôi. Thế còn đâu thì cái phần này cô còn chưa kịp đọc, mà cái này các bạn thì các bạn đang làm hình ảnh sao ấy, cho nên là cái phần này tự dưng cái phần cơ hội thách thức điểm mạnh điểm yếu thì tự nhiên là nó có cái chữ nó khác hẳn so với lại cái phần cái kiểu chữ ở phía trên. Thế thì thực ra mà nói thì với cái nội dung của bài ngày hôm nay thì cô thấy là Kem qua cái phần thuyết trình thì cô nghĩ là Kem cũng đang có một cái phần bài nó cũng khá là chất lượng. Tức là các bạn có một cái nghiên cứu khá là chuyên sâu, các cái nội dung mà các bạn trình bày nó cũng phù hợp. Đấy là về phần thuyết trình của các bạn thì cũng chứng tỏ là các bạn đầu tư khá là kỹ cho cái môn marketing căn bản này. Thế tuy nhiên là các bạn có một cái điểm là cô nói thật với các bạn là cô không thích ở chỗ đó là các bạn như một cái máy khâu. Cô thấy cứ dập. Không biết là các bạn có để ý không, nhưng cô nghĩ là chắc là các bạn căng thẳng quá hoặc là các bạn quá lo về cái vấn đề là các bạn chỉ có 15 phút trình bày. Thế và các bạn lại hơi tham, tức là tham cái gì? Tham cái nội dung. Các bạn cái gì các bạn cũng muốn truyền tải, các bạn sợ là các bạn không truyền tải thì các cô nói là các bạn trình bày thiếu. Thế cho nên là gần như là các bạn chuẩn bị rất là kỹ càng, và các bạn khi chuẩn bị kỹ càng các bạn, tức là cái phần thuyết trình các bạn làm đâu đó là nó sẽ bị trôi đi cái nội dung rất là nhiều. Ví dụ các bạn thường xuyên đọc mà không có dấu cách, không có dấu ngắt quãng, không có bất kỳ một cái dấu hiệu gì là các bạn đang dừng lại cả. Các bạn như này, sau nhiều năm lưu hành trên thị trường có thể thấy sữa tươi tiệt trùng của Vinamilk vẫn đang đứng đầu trong thị trường tiêu thụ sữa Việt Nam.
Các bạn thử giả sử như với trong được 15 phút như vậy, nếu mà các thầy cô mà nghe liên tục như vậy, các thầy cô sẽ không nắm bắt được cái thông tin các bạn đang muốn trình bày là gì. Tức là chúng ta sẽ có những cái quãng nghỉ, chúng ta sẽ có những cái chúng ta nhấn mạnh, chúng ta tập trung, chúng ta sẽ chỉ trình bày cái ý chính thôi. Ví dụ như là nếu mà ở cái đầu tiên đó là về phần doanh nghiệp chẳng hạn, thì kem trình bày rất ngắn gọn về doanh nghiệp, đây là doanh nghiệp gì, hoạt động trong lĩnh vực nào, nó có những dòng sản phẩm nào, và kem trình bày rất ngắn gọn về SWOT của doanh nghiệp. Sau đó chúng ta chuyển thẳng sang cái phần đó là cái sản phẩm của doanh nghiệp. Thì trong cái sản phẩm của doanh nghiệp thì thị trường mục tiêu, rồi cũng như là cái khách hàng mục tiêu đối với sản phẩm đó là gì, và trình bày thẳng trực tiếp luôn vào marketing 4P. Ví dụ sản phẩm này nó có chất lượng như thế nào, nó có vòng đời sản phẩm như thế nào, nó có bao bì như thế nào, chấm hết. Tức chúng ta trình bày những cái ý chính, và trong cái ý chính đấy làm sao mà chúng ta truyền tải bằng cái câu văn, bằng cái lời nói, bằng những cái mà cái cử chỉ, rồi những cái tức là cái cách thức chúng ta truyền tải nó sẽ phải dễ nghe, dễ lắng đọng hơn ở trong cái đầu mọi người. Chứ còn như bọn em đang trình bày này là cô gần như là biết là các em có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng, thế nhưng mà để nói lại đọng lại cho cô rằng là nó có những cái nội dung nào thì cô lại chưa thấy là đọng lại được nội dung gì. Thì đây là một số những cái nhận xét góp ý của cô. Xin cảm ơn cô Thúy. Cô thì khá là đồng tình với cô Thúy, bởi vì là các bạn bắt đầu vào, cô cảm giác như mỗi bạn đang chuẩn bị một cái bản thảo rồi ấy. Thế là vào đến phần nào là chúng ta sẽ đọc lúc cái phần đấy, và đọc rất là nhanh. Nó không mang tính chất thuyết trình các em nhé. Thuyết trình là chúng ta sẽ thuyết trình chậm rãi và có điểm nhấn. Chứ ở đây là các em cho cô một màu là từ đầu đến cuối là gần như các em đọc slide, chứ nó không phải là thuyết trình. Ở phần bài làm các bạn thì mặc dù cô chưa xem kỹ đâu, nhưng cô xem qua thì thứ nhất là cái phần mục lục ấy là các bạn không có số trang. Cái mục lục mà không có số trang thì nó sẽ mất đi ý nghĩa của mục lục nhá. Đó, cho nên là chú ý là phần trình bày của các bạn ấy, và về phần kiểu chữ, phông chữ, rồi là căn lề của các bạn là đang bị lỗi này. Thứ hai nữa là cô đang xem thấy cái phần đề xuất ý tưởng của các bạn ấy, thì cô thấy các bạn đang phân tích khá nhiều các cái giải pháp, thế nhưng mà cô chưa thấy các bạn căn cứ ở trên vấn đề nào. Có nghĩa là mình sẽ có thể là chỉ đưa một cái ý tưởng thôi, không cần nhiều. Nhưng ví dụ như là em thấy là hiện nay kênh phân phối của Vinamilk chủ yếu là sử dụng kênh phân phối truyền thống chẳng hạn, ít có các kênh phân phối hiện đại, thì cho nên em đề xuất giải pháp là như thế này. Nên nếu như mà các em mà đưa ra các cái nhận định nó hơi chung chung ấy, thì cái giải pháp của các bạn cũng chung chung, mà nó không focus được vào một cái vấn đề cụ thể của doanh nghiệp. Trong sản phẩm cũng vậy, và trong giá, trong xúc tiến cũng vậy. Thì các em cố gắng là chúng ta đưa ra kể cả là một ý tưởng thôi cũng được, cho một chiến lược thôi cũng được, nhưng mà nó phải đưa ra nhằm giải quyết vấn đề thực tế nào của doanh nghiệp. Rồi sau đây cô sẽ chia sẻ cái biên bản bảo vệ để nhờ cô Thúy đặt một số câu hỏi cho các bạn nhé. Bạn đầu tiên ạ, bạn Nguyễn Phương Anh. Dạ. Ok, vậy cô đặt câu hỏi trước nhé. Phương Anh cho cô biết này. Ơ, chị Anh em quên mất không bật mic. Thế à? Vâng. Rồi, ok. Em xin lỗi nhé, để em sẽ đặt câu hỏi luôn nhé. Rồi, ok. Đầu tiên Nguyễn Phương Anh này cho cô biết này. Hiện tại sản phẩm nhóm đang nghiên cứu nằm trong giai đoạn nào trong chu kỳ sống của sản phẩm? Và cho cô biết đó là doanh nghiệp nên có những giải pháp nào để kéo dài vòng đời của sản phẩm. Bạn tiếp theo ạ, bạn Phạm Thị Giang. Giang em có biết. Bọn em có cho cô biết đó là kênh phân phối mà doanh nghiệp đang áp dụng cho sản phẩm này là gồm những kiểu kênh nào, và kiểu kênh nào đóng vai trò quan trọng nhất, giải thích. Bạn tiếp theo, bạn Hoàng Khắc Ngọc. Ngọc cho cô biết này, em phân biệt cho cô hoạt động quảng cáo và PR, và cho cô biết đối tượng công chúng mục tiêu
của hai hoạt động này là những ai? À thôi, không cần đâu. Em chỉ cho cô biết, đừng phân biệt quảng cáo PR nữa, nó dối. Và cho cô biết đó là các hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp là gì? Và cho biết là đối tượng công chúng mục tiêu của các hoạt động quảng cáo đó. Bạn tiếp theo Lê Minh Hoàng. À. Cho cô biết là chiến lược nào trong số 4 chiến lược marketing mà doanh nghiệp đang triển khai em đánh giá là kém hiệu quả nhất? Và nêu cho cô giải pháp để nâng cao hiệu quả. Cái này là quan điểm cá nhân nhá. Ba bạn còn lại thì cô xin phép mời cô Hạnh đặt câu hỏi nhé. Vâng, xin cảm ơn cô Thúy. Bạn Khương Công Phụng ạ. Vâng ạ. Phụng cho cô biết này. Mô tả chân dung khách hàng mục tiêu và người tiêu dùng mục tiêu của sản phẩm sữa tươi Vinamilk. Vâng. Bạn tiếp theo Ngô Diệu Linh. Có ạ. Có mấy phương án điều chỉnh danh mục sản phẩm Vinamilk đang điều chỉnh theo phương án nào? Ưu điểm của phương án đó. Đặng Thị Thương. Dạ. Thương cho cô biết này. Vì sao nói bao bì là người bán hàng thầm lặng? Nếu được thay đổi giữa màu sắc, chất liệu, thông tin trên bao bì, em sẽ lựa chọn thay đổi thuộc tính nào? Vì sao? Rồi, các bạn có một phút suy nghĩ nhé. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trả lời từ bạn đầu tiên ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu trả lời nhé. Mời Phương Anh nào. Phương Anh ơi. Dạ, dạ em đây. Em thưa cô là vòng đời của sản phẩm bao gồm 4 giai đoạn ạ. Là giới thiệu sản phẩm, phát triển sản phẩm, trở thành và giai đoạn suy thoái ạ. Hiện tại sản phẩm một nhóm là sản phẩm nào nhỉ?
Endoco, hiện tại sản phẩm của nhóm em đang ở giai đoạn trưởng thành ạ. Ừ. Rồi cho cô biết ở cái giai đoạn này thì doanh nghiệp nó có những cái giải pháp marketing nào để có thể kéo dài được vòng đời của sản phẩm nào? Em thưa cô, là sản phẩm của nhóm em là có thị trường tiêu thụ rộng lớn ạ, và thị phần chiếm cao, đó là những năm về trước. Và hiện nay thì đối thủ cạnh tranh mạnh và thị trường bão hòa, và nhiều người có sự lựa chọn, tôi biểu là TH Trung Milk và Vinamilk có những đợt khuyến mãi như mua 2 lốc tặng 1 hộp. Đối với sữa bột thì khó cạnh tranh hơn so với sản phẩm nước ngoài có những đợt ngoại lớn như mua sữa hạt bát và địa âm tiếng ạ. Ngoài đợt khuyến mại tặng quà thì em còn có những giải pháp marketing nào khác ạ? Để có thể kéo dài được cái vòng đời của sản phẩm này. Bởi vì đây là cái sản phẩm mà nó đến cái giai đoạn là trưởng thành đúng không? Và cái giai đoạn cuối cùng là nó hoàn toàn có thể tiến đến cái gì ạ? Có thể tiến đến cái giai đoạn suy thoái đúng không? Thế thì vậy doanh nghiệp nó phải có những cái hoạt động marketing nào để nó có thể kéo dài được cái vòng đời của sản phẩm? Em thưa cô là quảng cáo qua truyền hình ạ. Tăng cường PR và quảng cáo ạ. Cứ trả lời đi. Thay đổi sản phẩm phù hợp hơn. Rồi nhá. Thế em trả lời xong chưa? Dạ rồi. Ừ. Thế cho cô biết này. Thế ví dụ như em thực hiện các hoạt động quảng cáo truyền hình và tăng cường PR để làm gì? Em thưa cô, tăng cường PR để mọi người biết đến ạ. Thế em thay đổi sản phẩm như thế nào? Thay đổi về ống hút, là ống hút giấy ạ. Mục đích của cái việc em thay đổi ống hút giấy là gì nhỉ? Về bảo vệ môi trường. Rồi nhá. Cô, em trả lời xong chưa nào? Dạ rồi. Rồi, ok em. Thế thì với cái hoạt động mà em đề xuất ra ấy, thì thực ra mà nói thì các cái hoạt động là quảng cáo hay là các hoạt động quảng cáo truyền hình ấy, em cũng cần cân nhắc xem là mình có nên đầu tư vào các hoạt động quảng cáo truyền hình hay không. Thực ra mà nói thì mình có rất nhiều các hoạt động quảng cáo, mình có thể làm sao mà trong hoạt động quảng cáo đây mục đích của nó là để cho khách hàng mình ghi nhớ về cái sản phẩm của mình. Thế nhưng mà cái việc là phân bổ các hoạt động quảng cáo như nào thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Cái tiếp theo đó là cái việc mà em tăng cường các hoạt động PR, thì chúng ta cần phải biết được rằng là cái mục đích của PR ở đây là gì và chúng ta sẽ tổ chức các hoạt động nào cho nó phù hợp. Ví dụ chúng ta mục đích của các hoạt động PR tức là làm thêm cái niềm yêu thích, thêm cái sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với sản phẩm hay của khách hàng đối với sản phẩm, thì lúc đấy em sẽ đưa ra các hoạt động PR. Ví dụ như em có thể tổ chức sự kiện, hay em có thể tổ chức các buổi họp báo, hay là em có thể là làm các cái bài PR, tức là booking với lại những cái người nổi tiếng để viết, để PR cho cái sản phẩm của bọn em. Thì bọn em phải đưa ra, em phải đưa cho ra cho cô cái giải pháp cho nó phù hợp. Tiếp đến này, em có đề xuất những cái việc là để thay đổi về cái sản phẩm để cho nó phù hợp. Ok, cô đồng ý. Thế tuy nhiên là rằng là cái việc thay đổi bằng ống hút giấy để bảo vệ môi trường thì liệu rằng nó có phải là một sự thay đổi hợp lý hay không? Hay là thay vì là chúng ta cũng có thể là thay đổi ống hút giấy, nhưng mà biết đâu đó thì chúng ta có thể là đa dạng hóa cái sản phẩm, tức là chúng ta thêm các hương vị mới, làm cho khách hàng nó sẽ có thêm cái nhiều điều thích thú hơn về cái sản phẩm thì nó tốt hơn. Thì cái này là một trong những cái mà em cần làm rõ hơn nhé. Còn về nói chung là về cơ bản thì em hiểu được cái vấn đề. Nhớ khai nhé. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Rồi, ok, bạn tiếp theo nào. Em cô là em xin trả lời câu hỏi của em. Đó là doanh nghiệp của em đang sử dụng hai kênh phân phối, đó là kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp ạ. Kênh phân phối trực tiếp thì trực tiếp qua đại lý của qua cửa hàng của Vinamilk, đó là giấc mơ sữa việt.vn và giấc mơ sữa Việt. Còn kênh gián tiếp thì là thông qua các đại lý như là bán buôn bán lẻ và cửa hàng tạp hóa. Về
kênh phân phối nào giữ vai trò quan trọng thì em nghĩ là kênh phân phối gián tiếp, là bởi vì tại vì kênh phân phối này nó tiếp cận được nhiều khách hàng, và nó cũng có nó có thị trường rộng và tiếp cận được nhiều khách hàng và được chia sẻ rủi ro giữa các bên với nhau ạ. Và nó cũng cần phải tại vì là nó có quản lý và sẽ xảy ra xung đột, em xin biết ạ. Cho cô hỏi nhé, tức là cái kênh phân phối trực tiếp của em là qua cái trang website à? Hay kênh phân phối trực tiếp của em là qua đâu ạ? Là qua cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt của Vinamilk ạ. Có website không? giocmosuoviet.vn ạ. Rồi, ok, cảm ơn em. Thế cái tiếp theo nữa là gián tiếp là thông qua các cái đại lý cửa hàng tạp hóa, rồi nó còn có thể thông qua đâu nữa không đối với kênh phân phối gián tiếp ạ? À, em cô là cũng có thể là mở ra những nhà máy bán hàng để ấy cho người tiêu dùng. Qua đâu ạ? Qua những nhà máy bán hàng tự động ấy, cho người tiêu dùng ấy. Mình bán hàng tự động máy nào nhỉ? Ngoài ra nó còn có phân phối qua các siêu thị không? Có ạ. Ừ, đấy, tôi thấy em nói đến siêu thị nhỉ, hay cô nghe shop? Em có siêu thị mà. À thế ạ, ừ, ok, xin lỗi em. Thế nó có kênh phân phối nữa, đó là Kia Cao. Trong cái phần phân phối gián tiếp, có biết đến Kia Cao không? Ừ, em không biết cái này ạ. Kia Cao tức là phân phối thông qua các cái trường học hoặc là các cái nhà hàng khách sạn, nó có đấy nhá. À, kiểu cái này. Rồi, còn tất nhiên là cái kênh phân phối gián tiếp vì nó tiếp cận được nhiều khách hàng, rồi nó rộng, nó chia sẻ rủi ro giữa các bên để khó quản lý khi mà xảy ra xung đột. Ừ thì cô cũng đồng ý. Thế nhưng nó cũng có một cái lý do nữa mà cô chưa thấy em nhắc đến trong cái việc là phân phối gián tiếp, đấy chính là cái việc là cái nó có tiết kiệm, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm về cái ngân sách và cái chi phí hơn không? Nó tiếp cận được rộng nhưng mà cũng đồng nghĩa về cái việc là nó có, đây là một trong những cái giải pháp mà giúp doanh nghiệp tiết kiệm về chi phí hơn không? À có ạ. Rồi, ok nhá. Rồi, cảm ơn em. Ừ. Tiếp theo, Khắc Ngọc nào. Đấy, cô em trả lời xin trả lời ạ. Em có các hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp Vinamilk là thứ nhất là Vinamilk sử dụng các kênh truyền tải video online, ví dụ như kiểu trên YouTube ạ. Thứ hai là Vinamilk dùng fanpage, các kênh mạng xã hội khác ạ. Thứ ba là các sử dụng biển quảng cáo ạ. Thứ tư là quảng cáo xe di động ạ. Thứ năm là quảng cáo thông qua truyền hình ạ, vào các khung giờ vàng như kiểu 8 giờ, 9 giờ ạ. Còn có quảng cáo thông qua các chương trình tài trợ ạ. Vinamilk hay tổ chức các chương trình tài trợ, ví dụ như để cho trẻ em đến trường ạ, tặng sữa giúp trẻ em, đấy là cũng là một hoạt động cả đó. Em cô còn đối tượng công chúng, mục tiêu của các hoạt động quảng cáo đó là mọi lứa tuổi ạ. Tại vì sữa tươi của chúng Vinamilk thì mọi lứa tuổi đều sử dụng được vì nó tốt cho sức khỏe ạ. Nhưng chú trọng hơn là dành cho chú trọng tới trẻ nhỏ là chủ yếu ạ. Thế chứ em? Em cô hết rồi ạ. Rồi, thứ nhất, tài trợ chương trình cho trẻ em đến trường, đấy tặng sữa, đấy không phải là quảng cáo, đấy là các hoạt động PR. À, vâng ạ. Tiếp theo đó là công chúng mục tiêu thì mọi người và đặc biệt là dưới trẻ nhỏ là chủ yếu. Ok, có thể là nó tập trung rất nhiều, nó xây dựng rất nhiều những cái TVC quảng cáo mà nó có những cái hình hoạt hình chú bò vui nhộn để nó nhắm đến đối tượng là trẻ nhỏ, tức là người tiêu dùng, đúng không? Vâng. Thế sao cô biết lý do tại sao nó lại thực hiện các hoạt động quảng cáo mà nhắm đến đối tượng là người tiêu dùng như vậy? Dạ, cô có đọc lại câu hỏi không ạ? Lý do tại sao mà Vinamilk nó thực hiện các hoạt động quảng cáo nhắm đến đối tượng là người tiêu dùng như vậy? Em nói cô lý do ạ? Ừ. Em có tại vì các đối tượng người tiêu dùng như thế dễ tiếp cận ạ. Họ có xu hướng mua hàng với cả lý do đủ
em nghĩ là đủ khả năng để em mua sản phẩm của Vinamilk. Với cả họ sẽ kiểu quảng bá được rộng rãi hơn. Hết chưa? Hết rồi ạ. Rồi, ok. Thực ra nó một trong những cái lý do nữa đó là bởi vì là đối tượng mà người tiêu dùng này, đối tượng trẻ con này là một trong những cái đối tượng mà nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến hành vi của người mua hàng, tức là bố mẹ chúng nó hoặc là những người mà sẽ mua sản phẩm của nó. Nhá. Còn giải thích cụ thể hơn thì tức là mình sẽ phải phân tích về cái việc đó là ảnh hưởng như thế nào, nó là cái yếu tố nào của cái nhóm ảnh hưởng nhá. Vâng ạ. Ok, cảm ơn em. Và tiếp theo là Lê Minh Hoàng. Em cô là trong các của 4 chiến lược sản phẩm đó chính là 4 chiến lược của marketing, thì của bọn em là có chiến lược sản phẩm, chiến lược giá và chính sách phân phối và chính sách xúc tiến. Thì theo em đánh giá là cái chữ P nào nó kém? Theo em đánh giá thì cái chiến lược phân phối thì là chưa tốt nhất. Yeah. Vì nhà bán lẻ vẫn còn đang là khó kiểm soát ấy, mà các nhà phân phối trực tiếp sẽ là nơi giúp khách hàng phản hồi được thông tin ấy. Em đánh giá cái khía cạnh tức là nó vẫn còn có khả năng xảy ra giữa cái mâu thuẫn giữa các cái trung gian phân phối ạ. Vâng. Ok, thế cho câu hỏi đó là mâu thuẫn thì nó sẽ có những kiểu mâu thuẫn nào? Mâu thuẫn. Các kiểu mâu thuẫn dọc ngang à? Mâu thuẫn dọc như nào, mâu thuẫn ngang là như nào? Mâu thuẫn ngang là hai kênh cùng vị trí với nhau ạ. Cùng cấp. Hai nhà bán lẻ đúng rồi, đấy là cùng cấp. Thế mâu thuẫn theo chiều dọc. Mâu thuẫn theo chiều dọc thì sẽ là ngang vấn đề. Mâu thuẫn theo chiều dọc là gì? Em nhớ xem mà dọc khác cấp thì một cái cao hơn. Rồi ok, khác cấp. Ngoài ra nó có thể có mâu thuẫn đa kênh không? Đa kênh ạ? Có. Nghĩa là có. Đa kênh tức là mâu thuẫn như nào? Đa kênh là ví dụ như có thể là mâu thuẫn giữa bên phân phối trực tiếp và mâu thuẫn giữa bên phân phối gián tiếp ấy. Vâng. Rồi, thế cái hướng xử lý của em khi mà giải quyết các cái mâu thuẫn là gì nào? Lên xử lý ạ. Hướng xử lý là gì nào? Cái này bất ngờ quá, em vẫn chưa biết cách xử lý như nào. Thực ra hướng xử lý thì nó sẽ là theo cái hướng là doanh nghiệp nó sẽ phải có cái chính sách phân phối thôi, cụ thể thôi cho các cái nhà phân phối để tránh được những cái mâu thuẫn trong cái kênh phân phối. Và ngoài ra thì doanh nghiệp nó phải quản lý kênh phân phối theo cái hệ thống marketing theo chiều dọc ấy, thay vì là quản lý kênh phân phối theo hệ thống marketing thông thường, đúng không? Vâng. Đó. Rồi ok. Rồi, cảm ơn em. Bạn tiếp theo. Vâng ạ. Mời bạn tiếp theo nào. Cô kéo xuống, em xem lại câu hỏi của bạn. Em với cô là khách hàng mục tiêu của Vinamilk thì em sẽ chia ra làm hai phần là khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân ạ. Thì đầu tiên là khách hàng tổ chức thì sẽ là nhà phân phối ở bán buôn, bán lẻ, ví dụ như là đại lý, siêu thị hay là tạp hóa. Còn khách hàng cá nhân ở đây thì sẽ là trẻ em từ lứa tuổi là từ 1 đến 13 tuổi là cái thứ nhất. Cụ thể thì sẽ là phụ nữ có con trong giai đoạn đang phát triển là từ 1 đến 13 tuổi. Và trả lời từ từ em ơi, trả lời từ từ để cô còn ghi nhận câu trả lời của em chứ. Dạ vâng. Rồi, khách hàng cá nhân là ai nào? Cá nhân là phụ nữ có con từ 1 đến 13 tuổi ạ. Đang trong giai đoạn phát triển.
Thế thì anh. Và những người có thói quen uống sữa hàng ngày ạ? Rồi ạ. Còn khách hàng mục tiêu ở đây thì sẽ cụ thể là cho trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Không, câu hỏi là khách hàng mục tiêu và người tiêu dùng mục tiêu mà. Khách hàng mục tiêu. Khách hàng mục tiêu thì em trình bày xong rồi đúng không? Bây giờ anh trình bày cho cô là người tiêu dùng mục tiêu là ai? Người tiêu dùng mục tiêu thì ở đây nó rộng ạ, hầu như là ai cũng sử dụng được. Là tất cả mọi người, đúng không? Thế em có biết sự khác nhau giữa khách hàng mục tiêu và người tiêu dùng mục tiêu không? Không. Rồi, ok. Em mô tả thì nó hơi thiếu nhá. Khi chúng ta mô tả chân dung khách hàng mục tiêu thì các em cần phải căn cứ vào một số các tiêu chí về nhân khẩu học. Ví dụ như độ tuổi, giới tính, thu nhập, nghề nghiệp, lối sống, đúng không ạ? Hoặc là các yếu tố thuộc về tâm lý, thuộc về hành vi. Đó. Còn đối với việc các em chia ra làm khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức thì cô đồng ý. Thế nhưng mà người tiêu dùng mục tiêu của các bạn thì chính là những lứa tuổi thiếu niên hoặc là trẻ em ấy. Khoảng là dưới 18 tuổi chẳng hạn, hoặc là dưới 15 tuổi chẳng hạn, thì đó là những người ta gọi là người tiêu dùng mục tiêu. Hoặc là trong gia đình các em có 3-4 thế hệ sống cùng với nhau thì những người già họ không có khả năng chi trả chẳng hạn, thì họ cũng được coi là đối tượng người tiêu dùng mục tiêu nhá. Khi mà các bà nội trợ cho gia đình sẽ mua sữa cho tất cả các đối tượng khác trong gia đình nhà mình đó. Thì thông thường thì có một số các sản phẩm đặc biệt thì nó có thể là chia ra làm hai đối tượng là khách hàng mục tiêu và người tiêu dùng mục tiêu. Nhưng mà trong thực tế thì khách hàng mục tiêu và người tiêu dùng mục tiêu thường là một người. Ví dụ như là em mua một gói mì tôm về em ăn chẳng hạn, thì đấy là em vừa là khách hàng mục tiêu vừa là người tiêu dùng mục tiêu. Bởi vì hai đối tượng này thì nó khác nhau ở một điểm, đó là khả năng chi trả. Khách hàng mục tiêu thì chắc chắn sẽ phải chi trả cho sản phẩm đó hoặc dịch vụ đó. Nhưng người tiêu dùng mục tiêu thì chưa chắc. Dạ. Nhưng họ chắc chắn sẽ là người sẽ sử dụng sản phẩm dịch vụ đó. Rồi bạn tiếp theo đi ạ, Diệu Linh. Thế thưa cô, là có 3 phương án để điều chỉnh danh mục sản phẩm. Phương án thứ nhất là cải thiện sản phẩm hiện có ạ. Bao gồm mở rộng dòng sản phẩm và cải tiến dòng sản phẩm ạ. Phần thứ hai là phát triển sản phẩm mới ạ. Phần thứ ba là loại bỏ những sản phẩm khỏi danh mục sản phẩm ạ. Tiếp đi. Vinamilk, với sứ mệnh của Vinamilk thì Vinamilk đang điều chỉnh sản phẩm theo phương án là cải tiến sản phẩm hiện có ạ, và phát triển sản phẩm mới ạ. Ví dụ nào. Vinamilk cải tiến sản phẩm hiện có như là thành phần trong một sản phẩm mới chứa một lượng hormone cao giúp phụ nữ phát triển hơn ạ, và một phụ nữ phát triển hơn ạ. Và thứ hai là về phát triển sản phẩm mới thì Vinamilk luôn có những sản phẩm mới như là sữa chua, sữa bột vân vân ạ. Sữa chua, sữa bột còn là sản phẩm mới của Vinamilk á? Nhưng ngoài sữa tươi ra thì nó phát triển thêm những cái dòng sản phẩm mới như thế á. Dạ, còn ưu điểm của việc phát triển sản phẩm mới là có thể tạo ra sự đổi mới và tăng trưởng doanh thu, đồng thời kiểm tra xu hướng của người tiêu dùng ạ. Đồng ý là có 3 phương án như em đang nói. Đó. Còn ở đây thì chúng ta đang nói là Vinamilk đang theo đuổi phương án nào. Thì thực tế thì trong những năm gần đây thì Vinamilk đang theo đuổi phương án là chủ yếu là cải tiến các sản phẩm hiện có thôi. Còn phát triển các dòng sản phẩm mới thì ít em nhá. Đó. Ví dụ xưa nay thì Vinamilk vẫn nổi tiếng với các dòng sản phẩm như là sữa tươi, sữa chua, sữa bột, sữa đặc.
đó là kem Vinamilk thì nó có từ lâu rồi, không phải là mới đây họ mới phát triển. Còn cái việc chúng ta phải điều chỉnh danh mục sản phẩm hoặc là cải tiến các dòng sản phẩm hiện có thì nó sẽ có ba cái lợi ích đối với doanh nghiệp. Một là giúp cho doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, bởi vì người tiêu dùng thì luôn có xu hướng là sẽ thay đổi cái nhu cầu của mình và luôn luôn muốn là sẽ được tiêu dùng các cái sản phẩm mới, nó cải tiến hơn so với những sản phẩm cũ. Còn thứ hai thì nó giúp cho doanh nghiệp của các bạn, khi mà các bạn có đa dạng các dòng sản phẩm khác nhau thì nó tạo ra một lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn so với những doanh nghiệp khác trên thị trường mà có số lượng danh mục sản phẩm ít hơn. Thứ ba nữa là nó giúp cho các bạn tối ưu về doanh thu và lợi nhuận. Đó, ví dụ như nếu chúng ta cải tiến một dòng sản phẩm hoặc là phát triển một cái sản phẩm trong dòng sản phẩm đó thành công, ví dụ như hiện nay trong dòng sản phẩm sữa tươi là có sản phẩm sữa tươi organic chẳng hạn, thì có thể nếu các bạn phát triển thành công thì nó sẽ giúp gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp nhé. Vâng ạ. Mời bạn tiếp theo, Đặng Thị Thương. Dạ, có em ạ. Em có cô là nói bao bì là khách người bán hàng thầm lặng của sản phẩm của doanh nghiệp là vì bao bì sản phẩm thì là bảo vệ sản phẩm, ngăn không cho sản phẩm dính nước, bụi bẩn. Bao bì chứa đựng những thông tin của sản phẩm. Như là tên sản phẩm, thành phần, công dụng và chức năng ạ. Bao bì thì là giúp vận chuyển dễ dàng hơn, đảm bảo được sự tiện lợi, giảm thiểu trộm cắp. Dễ dàng phân biệt sản phẩm cùng hãng hay các sản phẩm ngoài thị trường ạ. Một bao bì tốt thì có thể nâng tầm giá trị của sản phẩm ạ. Cô chưa nhìn thấy sự liên hệ giữa bao bì với người bán hàng đâu. Bây giờ cô có hỏi em là câu hỏi là vai trò của bao bì đâu. Cô hỏi em là vì sao mình lại nói bao bì là người bán hàng thầm lặng mà. Đây là những vai trò của bao bì. Thì trong những vai trò này thì nó liên hệ như thế nào với vị trí của một người bán hàng? Em thưa cô là rồi, em trả lời ý thứ hai đi. Em thưa cô là nếu được thay đổi giữa màu sắc, chất liệu, thông tin trên bao bì thì là em sẽ không thay đổi ạ. Vì nếu như mà thay đổi thì là chỉ có thể thay đổi kiểu chữ chứ không thể thay đổi được nhãn mác và thương hiệu. Nếu khách hàng yêu cầu đổi thì mới đổi, còn nếu ổn và phù hợp rồi thì không đổi nữa. Ừ. Và em có một đề xuất là thay ống hút nhựa bằng ống hút giấy để bảo vệ môi trường hơn ạ. Em có biết tại sao mà Vinamilk đang cân nhắc là có nghĩa là họ cũng biết là cần để thay đổi ống hút nhựa bằng ống hút giấy chẳng hạn, nhưng mà họ không làm không? Họ chưa làm được, vì sao không? Ai cũng biết là thay đổi bằng ống hút giấy thì bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường hơn và khuyến khích người tiêu dùng mua hàng hơn, nhưng mà tại sao Vinamilk lại không làm điều đấy? Hoặc là chưa làm được điều đấy? Bởi vì nó làm gia tăng cái chi phí sản xuất các bạn nhé. Không phải chúng ta nói cải tiến là cải tiến, đương nhiên không phải là chúng ta không muốn đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, nhưng đôi khi có những nhu cầu khách hàng mà nó có sẽ ảnh hưởng đến những chiến lược khác. Ví dụ bây giờ mà các bạn thay đổi bằng ống hút giấy ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chiến lược định giá của doanh nghiệp nhé. Thứ hai nữa là khi chúng ta liên hệ giữa vai trò của bao bì với vai trò của một người bán hàng thì nó có hai cái vai trò rất là trùng lặp nhau. Một là cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thì người bán hàng cũng thực hiện cái chức năng này. Thứ hai là thuyết phục người mua hàng và cũng như là làm một kênh truyền tải thông tin của sản phẩm, truyền tải thông điệp truyền thông của sản phẩm đến với người tiêu dùng mục tiêu. Còn ở đây thì người bán hàng cũng vậy, người bán hàng cũng phải làm những công việc ví dụ như là cung cấp thông tin, thuyết phục khách hàng mua hàng và làm marketing về sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng. Cho nên nói bao bì là người bán hàng thầm lặng vì nó cũng thực hiện một vài chức năng giống như một người bán hàng. Rồi, ok.